Thì xin chào các bạn, thì lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ở phần Microsoft Office 16 về phần PowerPoint testing. Ở đây mình sẽ có hai mod là mod training thì ở video trước mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Thì hôm nay mình sẽ không giới thiệu lại. Thì hôm nay mình sẽ đến với cái testing mod. Thì khi mà khởi động lên giao diện thì giao diện nó cũng y như là cái training mode, nhưng mà ở đây thì mình sẽ không có phần help ở đây, không có phần help ở đằng sau tab tab 5, và cái array check thì nó cũng sẽ không có những cái dấu tích màu xanh hay màu đỏ. Khi mà bạn nhấn vào array check á, thì nó sẽ lướt qua luôn cái project tiếp theo chứ nó sẽ không đánh giá phần làm của bạn là đúng hay sai. Thì bây giờ mình sẽ làm lại phần testing cũng như phần training thôi. Slide master to blue. Okay. Đây thì mình đã hoàn thành xong 5 task. Thì mình sẽ rate check. Thì không giống như mod training nó sẽ đánh giá lại cái phần làm của bạn là đúng hay là sai ở mỗi project, mà ở đây thì nó sẽ liên tục cho tới khi nào mà bạn làm hoàn thành xong tất cả 7 project thì nó sẽ đưa ra số điểm. Slide 4 mình sẽ apply style chính, style này đây. Thì ở đây mình sẽ có tổng cộng là 16 loại style, thì style chính thì ở đây. Mình sẽ modify design
của slide 5 thành lifestyle action. Action sao? Lifestyle và action sao? Đây. Colorful. Mình đã qua project thứ ba. Ở đây duplicate mod popular. Duplicate mà có cái slide mà có title là mod popular. Mình sẽ thực hiện duplicate nó thôi. Nhấn chuột phải và ấn duplicate. Complete. My slide order activity visible. Thì ở đây mình có một cái slide này nó bị ẩn, nó bị mờ đi. Thì mình sẽ ấn chuột phải vào. Mình sẽ hiện, mình sẽ hide slide lên. Ok. Slide này, upper right corner of handout. Thì mình sẽ qua slide view. Ở đây mình có handout master, chỉ cần tích vô đây xong. Thì ở đây nó kêu mình là di chuyển cái slide Ventura's Trails thành slide số 3. Thì mình sẽ di chuyển lên slide số 3. Ok. Change handout setting to ring 37. Thì ở đây handout setting đây mình có số 7 đây, handout setting 3 slide. Ok, rồi xong. Mình qua project thứ tư. Với project này thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ insert một cái dạng colored outline với màu là dark yellow Asian eye với một cái shape là hình oval. Mình ở đây có format thì mình sẽ insert cái shape hình oval vào đây, hình oval. Nó bị hai sao cái bức ảnh cho nên mình sẽ ra đây, rồi sau đó mình sẽ design nó lại. Design là colored online dark yellow isn't it? Ở đây color online dark yellow isn't it? Ok. Rồi mình sẽ đem nó ra đằng sau. Xong mình sẽ chỉnh lại cái size của nó ở bên này là 2. Nhà y của nó là 3,5. Ok. Đấy. Xong. Tất hai mình sẽ ở slide 3. Mình chỉ cần add một cái title touring bikes. Xong. Ở slide 3 mình sẽ một create một cái bảng nằm ở bên trái với 3 cột và 6 dòng. Ok.
set default table cho nên mình clear nó hết luôn. Thì ở đây thì mình nghĩ là mình chỉ cần tạo ra một cái bảng là được rồi. Ở đây accept default style nghĩa là một cái bảng mà ở dạng mặc định của nó cũng được accept, thì mình nghĩ là vậy. Create slideshow, ở đây mình có chữ slideshow, xong mình sẽ custom nó. Ở đây mình có custom source, mình sẽ tích vào 1, 2, 4, 6 và mình sẽ đặt cái tên cho nó là hotel by self. Mình sẽ add nó vào và mình sẽ nhấn ok xong complete. Mình sẽ chọn cái này và mình sẽ show nó xong. Thì cái này là mình sẽ vô hiệu hóa mấy cái play narration use timings show media controls. Thầy Đa không phải là kỹ thuật viên mà thầy Đa phải ngồi cài máy cho hết 20 mấy con người chết queo luôn à. Không, tại em sợ mất account rồi. Account của em khi em tạo tài khoản. Ở project thứ 5 này thì ở tab 1 thì mình sẽ là add summer success to the subject property of this file, có nghĩa là ở chỗ cái phần info này thì mình sẽ có cái phần subject, thì mình sẽ đặt dòng chữ đó thôi, summer success là xong. Ở line 2 thì mình sẽ thao tác với những cái phần trăm này. Like blue. Equalize character height. Ok. Ở slide 2 thì apply cái hiệu ứng này cho cái bức ảnh. Thì đây mình có shape effect. Effect shadow and inside bottom right. Xong. Ở slide 5 thì mình chỉ cần là làm cho cái image đó thành cái oval. Đây, như thế này là được. Ở slide cuối cùng thì mình sẽ chuyển nó thành dạng diagram. Ở đây mình sẽ có chữ convert to smart art more. Đây process, basic process, ok là xong. Đặt cái project số 6 thì nó sẽ kêu mình là định vị vị trí ở giữa cho cái slide khi bởi bằng cách mà mình display cái alignment guide, thì mình sẽ display alignment guide view này ở đây. Đây xong mình sẽ qua bên cái slide, mình chỉ cần làm như thế là được.
Gen thay đổi cái đồ thị ở slide số 3 thành cluttered gen type 3 cluttered. Ok là xong. Ở slide cuối cùng thì mình sẽ chuyển cái này lên đây, thì mình không thể di chuyển bằng cách như vậy được, như vậy nó sẽ bị mất cái mũi tên, tại vì này nó đặt theo form rồi. Cho nên mình sẽ làm như thế này đây, right to left. Ở đây right to left. Nó sẽ dịch chuyển right to left là nó sẽ đảo cái hình dạng của cái form của cái của mình. Nãy mình nhầm nha mấy bạn. Apply transition. Transition 1.5 apply to on complete set friend option high quality friend option high quality xong. Mình sẽ tới cái project cuối cùng. Ripple transition. Ripple transition. Đây. Rồi, sẽ apply to on. Ok. Ở slide số 2 thì mình sẽ hiện cái này đi từ bottom right. Thế đấy, đi từ bottom right. Ở chỗ slide 3 mình sẽ add một cái comment là update. Ok, xong. Và ở slide 5 mình sẽ chuyển cái này theo thứ tự là 1, 2, 3. Move early. Xong. Và cuối cùng là mình sẽ remove on document property và personal information. Thì ở đây mình sẽ ấn vào info. Đây mình sẽ có là check for issues, inspect document. Đây thì mình sẽ inspect nó, rồi mình sẽ remove all property và personal information. Close. Đã xong. Xong. Thì khi mà bạn đã hoàn thành xong rồi thì bạn tiếp tục nhấn Ray Project. Xong thì mình sẽ finish step. Yes. Thì mình sẽ xem điểm của mình. Đấy.
Đây là điểm của mình ha. Thì mình ở đây là mình sai ở hai phần, là một phần ở đây nó có để vị trí mà mình sai nè. À, thì đó là xong phần exam 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.